nha. Trong chủ đề ngắn này, VNFV chia sẻ một hướng dẫn nhỏ để làm animation đơn giản trên Camtasia phiên bản 9.0. Rồi, đầu tiên cái đối tượng để làm animation á, là có thể là hình ảnh, là những cái đối tượng chữ viết, hoặc là những cái shape là những cái hình vuông, hình tròn rồi có sẵn đó. Ở đây mình ví dụ như là mình đặt một cái shape ở đây. Rồi, bây giờ để bắt đầu làm animation á, mọi người sẽ vô cái mục animation này nha. Cái menu là animation này, click vào cái menu này. Đó. Rồi sau đó mọi người sẽ chọn một cách tâm này nha. Cách tâm nè. Cách tâm rồi cái kéo xuống đây nha. Kéo xuống đây. Đó, sau khi mà kéo xuống rồi á thì mọi người kéo giãn cái đường mũi tên ra, cái đường mũi tên màu vàng á, kéo giãn nó ra. Rồi. Đầu tiên á là nó đang ở cái góc bên trái dưới cùng chữ gì, mình muốn cho nó qua bên phải cuối cùng chữ gì thì mình nhấn vô mũi tên màu vàng một cái, rồi mình sẽ di chuyển nó qua bên góc bên phải đó. Rồi bây giờ mọi người sẽ mình delay lại cho mọi người xem nè. Đó thì nó sẽ di chuyển qua bên phía bên tay phải. Rồi tương tự bây giờ mình muốn cho nó lên cái góc phải ở trên cùng thì mình cũng sẽ lấy cái cách tâm mình thả xuống đây, rồi mình kéo giãn cái mũi tên màu vàng này ra. Đó, mũi tên càng dài thì cái tốc độ di chuyển nó càng chậm. Rồi mình sẽ bấm vô mũi tên màu vàng một cái, rồi mình sẽ di chuyển nó lên góc này. Đó. Rồi bây giờ mình delay lại nè. Đó, ban đầu nè. Đó, cái đoạn đầu tiên nó lên đây. Rồi sau đó nó sẽ chạy lên đây. Đó. Rồi tương tự mình cho nó qua bên góc bên trái nha mọi người. Đó, giờ kéo cái mũi tên ngắn này thôi cho nó thấy nó chạy cho nó lại á. Rồi bấm vô mũi tên màu vàng cái nè. Rồi di chuyển qua bên góc trái nè. Đó, giờ mọi người thấy không? Đó, nó lên góc phải nè, rồi nó qua góc trái nè. Giờ cho nó trở lại vị trí cũ thì cứ tiếp tục bấm một cái tâm. Cái tâm kéo ra. Rồi bấm vô cái màu vàng cái, rồi cho nó kéo xuống vị trí cũ. Rồi như vậy là sau 4 lần di chuyển là nó sẽ di chuyển nè. Đó, thấy không? Đó, rồi bây giờ muốn cho nó xoay đúng không? Muốn cho nó xoay thì vẫn bấm một cái tâm nha các bạn. Đó, bấm một cái tâm. Rồi cho nó xoay thì mình cứ cho nó cái tác dụng xoay là nó nằm ở mũi tên này thì mình cứ nhấn vô mũi tên này một cái, rồi cho nó xoay lên như thế này. Đó. Đó. Xoay lên. Rồi mọi người ghi xem ghi lại nha. Đó, lần thứ nhất nè, nó qua bên góc phải nè, đó, lên trên nè, qua trái nè, xuống nè, xoay nè. Đó. Rất là đơn giản. Rồi mọi người có thể ứng dụng cái animation đơn giản này để làm những cái hiệu ứng cho chữ, những cái hiệu ứng hoạt họa để làm những cái chữ tiêu đề, hoặc là làm những cái minh họa đơn giản cho các đối tượng. Rồi cảm ơn mọi người. Mọi người có thắc mắc hỏi đáp gì thêm thì cứ comment ở bên dưới video nhé. VNFG sẽ hỗ trợ thêm.